Những ngày này khi những mầm măng vươn mình nhú lên khỏi mặt đất cũng là thời điểm mà người dân ở xã Tam Trung, huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa bước vào mùa thu hoạch măng rừng để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Mùa măng rừng bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 âm lịch hàng năm, nhưng thời điểm măng rừng ngon và nhiều nhất là cuối tháng 6 đầu tháng 7 âm lịch. Do đó, tranh thủ khi nông nhàn, nhiều hộ dân ở xã Tam Trung vào rừng từ sáng sớm để hái măng kiếm thêm thu nhập. Chỉ nửa ngày vào rừng, ba người trong gia đình có thể hái được 1,5 tạ măng. Thương lái thu mua tận nhà hoặc dọc quốc lộ với giá 8.000 đồng một ký. Người dân đi hái măng chia sẻ, măng rừng xuất hiện nhiều ở khu vực gần suối, nơi có độ ẩm cao. Đối với người dân nơi đây, măng không chỉ là lương thực dự trữ mà còn là sản phẩm mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình vào mùa mưa. Kết thúc mỗi mùa măng, nhà nào cũng có thêm thu nhập vài chục triệu đồng.